Là một trong những thiết bị trong dây chuyền sản xuất nước tinh khiết, máy chiết rót đóng vai trò vô cùng quan trọng. Tại Sóc Sơn, công ty cổ phần thương mại tổng hợp Việt An đã lắp đặt một máy chiết rót chai tự động công suất 3.000 chai trên giờ với 6 công đoạn tự động trong cùng một chiếc máy. Máy chiết rót chai tự động 6-1 VACGS3000, 6 công đoạn tự động được tích hợp trong một chiếc máy. Đây là dòng sản phẩm được cải tiến công nghệ cao hơn so với dòng máy chiết rót 4-1 VACGS2000 ra đời trước đó. Quy trình chiết rót được tiến hành qua 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, tráng rửa chai. Các chai nước sẽ được làm sạch nhờ vào hệ thống xúc rửa trước khi tham gia vào quá trình chiết rót. Những chiếc chai rỗng sẽ được băng tải khí đưa vào trong máy và xúc rửa với hệ thống vòi chuyên dụng. Bánh xe được làm từ thép không gỉ, chống gỉ sẽ tốt. Phần kẹp lật ngược có thiết kế thông minh giúp chai được kẹp chặt ở cổ và tránh nhiễm bẩn cho phần miệng chai khi sản xuất. Vòi phun để rửa chai có áp suất mạnh được đặt ở trên kẹp. Giai đoạn 2, chiết rót nước vào chai. Sau khi vệ sinh sạch sẽ, những chai này sẽ được đưa đến hệ thống máy chiết rót để đổ đầy vào chai theo dung tích đã được cài đặt sẵn. Được ứng dụng công nghệ tiên tiến giúp nước được chiết rót đảm bảo chất lượng và giảm thất thoát khi làm việc. Các chi tiết máy được làm từ những chất liệu cao cấp, chống rỉ sét và chống ăn mòn. Kết hợp với đó là hệ thống van chiết rót được làm từ chất liệu inox. Những loại van này có chất lượng tốt, độ chính xác cao, đảm bảo chiết rót chính xác, hiệu quả và hạn chế bọt khí tối ưu. Giai đoạn 3, đóng nắp chai. Bước cuối cùng của quy trình này là đóng nắp và hoàn thiện sản phẩm, bao gồm dán tem nhãn, đóng thùng và đưa vào kho bảo quản. Do được ứng dụng công nghệ hiện đại nên bộ phận này có độ chính xác cao, nắp nếu không được đóng chặt có thể gây tái nhiễm khuẩn cho nước tinh khiết. Ngược lại, chúng có thể gây vỡ chai trong khi sản xuất nếu được đóng quá chặt. Ngoài ra, nhằm đảm bảo chất lượng, sản phẩm sẽ được đưa đi kiểm định trước khi đưa đến tay người tiêu dùng. Máy chiết rót nước tinh khiết là một trong những sản phẩm tự động hóa được ứng dụng nhiều trong các cơ sở sản xuất và đóng chai dung dịch hóa chất hiện nay với những lợi ích to lớn như sau. Nâng cao tốc độ sản xuất, đảm bảo độ chính xác, định lượng đồng đều, tính linh hoạt khi thay đổi yêu cầu đóng chai, dễ dàng điều khiển, vận hành, nâng cấp dễ dàng đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiết kiệm chi phí sản xuất và nâng cao sức cạnh tranh. Mỗi năm, Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Việt An cung cấp ra thị trường số lượng lớn sản phẩm máy chiết rót. Cũng bởi sản phẩm mà Việt An cung cấp luôn đạt chất lượng cao, được khách hàng tin tưởng và lựa chọn. Máy chiết rót chai VACGS3000 công suất 3.000 chai trên giờ cũng đã được Công ty Cổ phần Thương mại Tổng hợp Việt An hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng tại Sóc Sơn. Cơ sở sản xuất của khách hàng cũng đã bắt đầu đi vào hoạt động. Việt An trân trọng cảm ơn quý khách hàng ở trong và ngoài nước đã luôn tin tưởng và lựa chọn sản phẩm của Việt An. Kính chúc quý khách hàng sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, khách hàng vui lòng liên hệ hotline 0949 41 41 41, 0943 41 41 41 hoặc truy cập website vietan.vn. Đừng quên bấm đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn nữa nhé. Việt An xin kính chào và hẹn gặp lại.